Yo, hello các bạn và chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel Chỉ Trong Gaming của mình nha. Và hôm nay thì chúng ta sẽ lại chiến tiếp tục tựa game ARK Survival Evolved Mod Omega tập tiếp theo cùng với mình. Thì trong tập này chúng ta sẽ đến với lại một nhân vật cũng khá là xịn sò ở trong cái bản mod này, mà đến ngày hôm nay mình mới kiếm được cái con này để mà review cho các bạn xem. Thì cái con này nó là con Tachigan. Cái con này cái độ hiếm đối với các bạn thì mình không biết là các bạn gold bao nhiêu lần thì nó được cái con này, nhưng mà mình làm hơn 100 tập rồi thì đến hôm nay mình mới kiếm được một cái con Tachigan Uniware để mà review cho các bạn xem. Xíu nữa mình sẽ up cho nó lên gọi là maximum luôn, rồi mình cùng xem cái lượng đam nó gây ra như thế nào. Hồi trước nhiều bạn kêu mình là gán tìm cái con này đi, xong rồi test, lúc đó mình vẫn còn yếu cơ, chưa có nhiều cái con xịn sò như bây giờ đâu, mà kiếm con này đúng khó luôn á. Cái con Tachigan nè à, với lại cái con Kacha Uniware, hai cái con đó là mình chỉ kiếm được đúng một con duy nhất của mỗi con thôi, còn mấy cái con khác thì kiếm được 2 đến 3 con, thêm con người đá nữa là 3 con duy nhất Uniware mà mình kiếm được, cái con Vát, con Kacha. Và đây là cái con Tachigan ha. Con này thì mình hồi nãy mình có xem qua thì mình thấy là nó không có y Uniware thì phải. Cơ mà cái con này khá là xịn. Cái lượng đam hình như là nó không bằng với lại cái con Tachyceratops đâu. Cái con Unstoppable là cái con hồi trước mình có làm về cái con này rồi. Con này nhân tới 144 đối với lại cái group Uniware này. Đấy, thì con này mình đã review rồi ha, là kết hợp giữa cái con Tech Red và con Tech Chike. Hôm nay mình đến cái con Tech Gigan. Đấy, cái con này tên Uniware của nó là Tiny. Đấy, hệ Pygmy và Uncontrollable. Con này thì mình không có cưỡi được. Cái biến thể này là giống y chang cái con Tech Red kia luôn. Cơ mà nó ít không bằng thôi. Con này chỉ có ít có 48 mà. Nhưng mà tí mình xem thử coi, để mà upgrade lên tối đa thì nó có bằng cái con Tech kia hay không. Cái con này mình cũng đang muốn để mà up cho nó lên biến thể thứ 7 nè, nhưng mà vẫn chưa kiếm được con Tachigan cho phù hợp. Còn nhiều bạn kêu mình là làm thử cái con chưa ba biến thể thứ 7 thử xem cái con đó nó mạnh như thế nào. Nếu như mà mình làm về cái con Tiny này xong mà còn dư thời gian thì chút nữa mình sẽ làm thêm thử một cái con Zerba phiên bản gọi là biến thể thứ 7, xong rồi mình up cho nó lên ha, để xem sức mạnh của nó so với lại cái con Uniware cũng như là mấy cái con này như thế nào. Tập trước mình có làm được 3 cái con Zerba nè phiên bản, gọi là một con Uniware, một con là Cosmic và một con là Mythical. Mà cái con Mythical này mình là up lên maximum rồi, nhưng mà cái con này là cái con Cosmic mình chưa có upgrade lên full. Hôm hôm trước là mình cho nó ăn sâu nhưng mà vẫn thiếu một cục các bạn ạ. Con này là phải ăn thêm một cục Zodiac nữa thì nó mới lên được là Apocalypse. Ồ, nhưng mà hôm nay thì mình thấy có vẻ như là chỉ số của nó bị giảm bây giờ các bạn ạ. Tập trước mình nhớ rõ ràng là cái con này nó tới 5-600 tỷ đam đúng không? Nhưng mà sao hôm nay hình như là cái con này mới bị nét sức mạnh các bạn ạ. Nó còn có 100 100 mấy chục tỷ vậy ta. Ủa, cái setting là mình không hề động vào, tất cả đều giữ nguyên, nhưng mà khi mình thoát game ra mình vô lại là cái con này nó bị giảm sức mạnh rồi nè. Các bạn thấy rõ ràng không? Bạn nào mà xem ở tập trước thì thấy cái con này máu nó nhiều lắm, cũng như đam cơ. Con này với lại cái con Mythical kia, mấy cái con này là phải 2-3 nghìn tỷ máu đấy. Nhưng mà bữa nay nó bị nép sức mạnh đi rồi. Hình như là cái bản cập nhật mới nhất của cái mod Omega này, người ta mới điều chỉnh lại cái sức mạnh của con này rồi, đúng không? Để mình gỡ cái này cái y nghe cho mình mặc lại coi. Mười tám tỷ đam
Ủa đâu? Ồ, nó bị nép thật các bạn ạ. U chà. Để mà xíu mình bây giờ mình về nhà mình cho cái con Zuba này nó ăn thêm cục nữa đi để nó lên cái apocalypse thì nó đẹp không ta? Đằng sau là con anime. Con anime bị giảm xuống còn có 140 tỷ, 149 tỷ à. Wow, đợi một xíu nha. Bây giờ sẽ cho nó ăn cái cục Zodiac á để nó lên thêm một bậc nữa. Xem cái hình dạng của nó đẹp hay không nè, các bạn xem thử nè. Bây giờ ăn cái cục Zodiac. Đấy, ăn vô thì bây giờ nó lên được cái Apocalypse rồi kìa, các bạn thấy chưa? Cất vô rồi mình lấy ra lại coi. Ấy. Đây. Cái hình thái của nó thì nhìn nó cũng giống như cũ à, nhưng mà nó được thêm nhiều cái kỹ năng của cái group Apocalypse của cái Cosmic á các bạn. Nó xài được một đống chiêu luôn. Ồ, có vẻ là nó đẹp hơn một tí nha. Hồi nãy nó là hình như kiểu Galaxy á. Bây giờ thì nhìn nó có vẻ là màu đỏ đỏ vậy nè, mình nhìn thấy ghê quá nha. Rồi để mình test thử skill coi. Lại cái này xem bao nhiêu đam đây. Uầy, nó xài nhiều chiêu lắm luôn á. Ôi ôi. Nó xài được của group Cosmic nè, nó xài được của. Ê, từ từ nha. Cái Apocalypse này là biến thể của hai group nào vậy ta? Apocalypse nè. Cosmic và Nature. Đấy, mỗi cái là 7 biến thể. Nature là có tờ su Nami các kiểu gì luôn nè. Ở sao? Xài skill một đống. Rồi, tạm thời thì mình sẽ để ba cái con này ở đây đi. Chỉ số thì bị giảm sức mạnh đi rồi, nó yếu hơn trước khá là nhiều. Rồi, quay về vấn đề chính của clip này là hôm nay mình sẽ review cái con Tiny ha, Techigan. Phải kiếm cực khổ lắm mới được một cái con Tiny để mà test cho các bạn coi nè. 120 mấy tập của mình mới kiếm được cái con Techigan. Đấy, con này là hệ uncontrollable ha. Mới vừa gọi ra là nó sẽ là chạy lung tung à. Con này thì chỉ số hơi bị xịn luôn, 157 đam, 131 máu. Quái trưởng chưa? Rồi, bây giờ mình upgrade cho nó lên thêm level coi. Bây giờ là cộng đam với máu nè, bấm. Thường thường á là người ta cộng auto cut bằng mấy phần mềm khác, còn mình thì có một cái phần mềm cộng điểm riêng rồi. Chỉ cần bấm một cái là mình sẽ được 88 điểm sẵn luôn. Có thể chỉnh lên 254 hay là 255 thoải mái. Nhưng mà cái bản mod này thì không nên. Chơi mấy bản mod khác thì cộng 254 ok không sao. Nó ị kìa. Bây giờ cơ bản của nó coi. Trời ơi, gì mà ị dữ vậy con. Cho nó cắn thêm một cái coi. 69 triệu. Wow. Con này Pick Me và Uncontrollable. Ô, như vậy nếu như mà mình cho nó đứng gần mấy con Pick Me thì đam nó có được tăng thêm nữa hay không nhỉ? Cái này thì mình không rõ lắm. Con này mình nghĩ chắc là được khi mà đứng chung với lại mấy cái bọn Puloria mà mình để bên kia kìa. Cơ mà phải đứng gần bọn đó thì mình thấy hơi phiền. Có phải lúc nào cũng gom một đống mấy cái thằng đó đi theo mình được đâu nhỉ? Rồi. Cộng xong thì lên được 69 triệu đam nè. Bây giờ mình sẽ up cho nó lên 100 Paragon thử xem sao. Coi nó full 100 Paragon thì sẽ khủng đến mức nào. Tắt Gigan. Đây. Trời ơi. Chiến đêm ơi, 100 Paragon. Let's go.
Con này cũng thuộc dạng gọi là thứ dữ đấy. Bạn xem đam nó nhảy lên theo từng cái paragon nè, đấy. Ui, các bạn thấy nó lên đam chưa? Nó tăng kìa. Từ 69 triệu bây giờ lên rồi đó, gần cả nghìn tỷ rồi đó. Ủa đâu? Một tỷ mấy chứ, nhầm nhầm, chưa phải nghìn tỷ. 2 tỷ rồi kìa, 2 tỷ 2. Ba tỷ rồi. Ok, xíu. Thêm 50 cái paragon nữa. Cái con Tekkiga này nó không có lai tạo được với con nào nữa nhờ các bạn nhờ. Con Tekrak thì lai tạo được với con Tekkike thì nó mạnh hơn. Một lên 4 tỷ rồi kìa. Wow. Tí nữa để xem máu của nó lên được bao nhiêu đây. Uầy, 6 tỷ 986 triệu đam. Wow. Rồi mình sẽ thu nó vô ở cầu trước rồi đã, để lưu dữ liệu của con này cái đi. Đấy, mình chỉ có một con duy nhất thôi, cho nên là lỡ có chết thì mình có thể lấy được con mới. Ở lúc thả ra nhìn nó bự nhờ, đúng là tắc rét á cơ mà. Ồ. Ủa? Sao cái con này à, đây đây, nó tạm thời nó bị lỗi, bây giờ nó đam lại như cũ rồi nè. Hồi nãy mình cứ tưởng bị lỗi gì chứ. Ủa? Nhưng mà sao có chỉ số chỉ số đam gốc 3 tỷ mốt à, cao phết. Máu là 835 tỷ rồi. Hình như là mới được cập nhật hay sao á. Tí nữa mình ra mình đọc cái thông báo của cái mod này coi xem nó có chỉnh sửa lại chỉ số của những cái con đó hay không. Nhưng mà có vẻ là bị nép một số con rồi đó, con Zoba là bị nép rồi. Bây giờ là up cho nó lên Godlike và lên Asian. Ok. Xong rồi tí nữa mình còn phải gọi là kiếm cái yên cho nó nữa. Yên thì cũng dễ. Nhưng mà tí nữa imbu được cái biến thể gì mới là quan trọng nè. Nó mà ra được biến thể lethal ha. Ồ, là cái con này phải gọi là siêu khỏe luôn á. Mà khó lắm các bạn ạ. Các bạn phải imbu chắc phải mấy nghìn cái yên thì may ra được một cái lethal. Khó kiếm vãi chưởng ra. Này mấy cái yên imbu này cũng hên xui cả. Có lần mình imbu cái yên của cái con nào á, chỉ mất khoảng tầm 5 phút là có được cái yên có biến thể lethal rồi. Nhưng mà cái con gì ta, cái con lần đầu tiên mà mình imbu được cái chức năng mới này nè, thì là mất khoảng tầm 15 tiếng mới được một cái yên có biến thể lethal. Đúng cực luôn á. Nó phi vô nó quấn như đúng rồi không kìa. Ủa sao con này nó không đánh ta? Ủa sao vậy, sao không đánh vậy bro? Không tin đi, mình nó không đánh ta gì vậy, đánh nó đi. Ô. Sao vậy? Hay là đồng loại nó không chịu đánh? Là mình có vụ đó nhờ. Tại sao nhờ? Cái con này nó không chịu đánh các bạn ạ. À. Ủa?
Ôi, lần đầu tiên mình thấy cái con này nó không thèm đánh nha. What the heck? Ừ. Để mình sẽ gọi đứng cái bên coi, xem nó có ở đây. Ô. Nó gõ đứng cái bên nó mới chịu đánh các bạn ạ. Này ngựa. Làm hết hồn tụi bị lỗi gì chứ. Ăn vô. Rồi. Ôi, mấy cái pha mà gọi đứng cái bên nó sợ lắm các bạn ạ, biết sao? Nhiều khi nó bị lỗi là nó bị chỉ số nó yếu xìu á, vừa gọi ra cái là bị con kia cám cạp cái chết luôn à. Cho nên là mình sợ mấy cái vụ mà gọi thú tướng, gọi thú lúc mà đang đánh lộn lắm á, cái đó nguy hiểm phải chuyển ra. Cái gì vậy bà, sao nó cứ target mình hoài vậy? Con này bị sao nhờ? Gì ta? Bà nó đi. Gì vậy bà nội? Rồi. Này á mày. Thấy cổ. Con Higan này buồn cười thật đấy. Mình nghĩ cũng là vì do là cái kích thước của nó khi mà nó biến lại thành cái hệ Pygmy á, thành thử ra là cái phạm vi đánh của nó nhìn nó hơi hơi kỳ. Còn cái con Higan bình thường nó cạp mà phạm vi to lắm. Con Higan này cạp có chút xíu xíu à. Phải đứng kế bên nó mới chịu cắn cơ. Rồi, Tini đánh nó up cho nó lên Asian. Ủa, ở đây Tini bên đây. Tini đâu rồi? Ủa? You okay, bro? Tini này bị làm sao nhờ? Ấy nó đứng cái bên mà nó không chịu đánh nó kìa, mình cũng chả biết đường nào mà lần nữa. Bây giờ phải gọi đứng nó, phải đứng cái bên nó mới chịu cắn rồi. Đấy, đứng cái bên nó mới chịu cắn nó. Ui, một cạp là 117 tỷ. Xem. Con này mạnh thì mạnh thật đấy, nhưng mà khó chịu quá. Kiểu nó, cái phạm vi đánh của nó nhìn nó ngu, không thể tả được luôn á. Nhưng mà đam to nha. Ê, bây giờ chúng ta sẽ thử cho nó đánh với lại một cái con en lè thử đi. Rồi mình về nhà mình kiếm cho nó thêm cái yên, có biến thể gì đó xịn xịn nữa nha. Xem thử coi nó tăng thêm được sức mạnh lên bao nhiêu. Bây giờ bỏ một cái con Paragon vào đây, cho nó băm một con xem như thế nào. Tiny. Cái gì vậy? Ủa ơi, con này đam to dữ trời, nó bị cắn một cái một mấy trăm triệu à, vãi. Rồi xem con nó cắn ra được bao nhiêu đam đây. Ủa mà nó không cắn luôn mà, đang sẵn kìa. Này vui nhờ. Cái mày. Bao nhiêu đam kìa. Đau nha, đau nha, đau nha. Mấy trăm tỷ đam đấy.
Là đấy chứ. Con này mặc dù mình chả muốn cho nó có cái biến thể Banshee đâu mà nó cứ lên Banshee hoài à. Banshee thì nó búp lên stamina quá. Khó chịu thực sự à. Bây giờ xem lại con này gây được bao nhiêu đam đây. Nó với lại cái con Techrack coi xem thằng nào đam cao hơn. Tiny. Nó cắn cái con này coi xem nó lên được bao nhiêu đam đây. Đấy các bạn thấy nó phạm vi nó đánh nhìn ngu không các bạn? Đứng đây mà nó không thèm đánh luôn mà. Thấy nó đứng đây thôi nhưng mà thật ra là nó cái kích thước nó phải bự từ đây cho tới đây nè. Nhưng mà ở đây thì nó lại không target được cái con này mà tức thiệt sự, bây giờ lại không cưỡi được nó chứ. Cái khó chịu không? Để mình cái này là phải đứng gọi cái bên này ấy mới chịu cắn à. Kích thước đó, lúc mà nó vừa được gọi ra là nó là một cái con Techrack bình thường. Nhưng mà khi mà nó nhận diện được cái bản mod Omega là nó sẽ biến cái con này thành con hệ Pygmy. Cái tầm đánh của nó cũng bị hạn chế đi nữa. Đấy, cái con này bây giờ cạp nè 34.932.000.000 đam. Ok nha. Bây giờ mình sẽ gọi ra cái con Techrack để mà xem cái lượng đam nữa coi. Unstop Bubble. Nhưng cái con này có biến thể lethal ở cái y cho nên là nó chắc chắn nó khỏe hơn rồi. Đúng không? Con này yên có lethal cho nên là khỏe lắm. Rồi là nó đi kìa. Rồi chạy rồi bao giờ đánh mấy cái trưởng à, hai ông nậu này không biết có đi vòng hoài à, nhìn cay thế nhờ. Ui thằng kia đánh đam rõ to hơn mà đúng không các bạn nhờ, 148 tỷ, còn cái con này chỉ có 34 tỷ thôi, gần 35 tỷ, không để so bằng được. Tại vì cái con này nó ít tới 144 lần, còn cái con Gigam thì nó ít chỉ có 48 thôi, cho nên là nó thua đam. Con kia 82 tỷ kìa, 82 tỷ 6. Con này có 15 tỷ 7 thôi, thua. Vẫn thua cái con Unstoppable này các bạn ha. Cái này nó đang bị lỗi các bạn, chứ mà đặt ra nó có biến thể lethal vào. Thôi, mình lượm mấy con này vào đi, rồi mình đặt ra xem cái bộ coi này nó gây đam bao nhiêu đây. Nó bị lỗi cái con DPS này rồi, nó không có lên lethal được cho mình. Chứ mà lên lethal là đam dữ dội lắm luôn á. Mấy nghìn tỷ, mấy trăm nghìn tỷ. Con số dài thòng lòn luôn, khó đếm lắm. Nước xong rồi nói lượng nước khá nước quá phải nói là miếng nước rồi đó. Rồi ok, vậy là mình làm sao được một cái con đam khủng nữa nha. Bạn nào mà đang chơi cái bản mod này muốn trải nghiệm thử con này thì có gì bắt thử đi, nhưng mà kiếm cái Paragon của con này thì nó hơi hơi khó, tại vì đối với một số cái map á, kiếm mấy con tắc khi gan ít lắm, các bạn phải farm mấy cái con Endless Paragon kia, nó hình như nó rớt ra được vài cái thôi, chứ cũng khó farm Paragon như con này lắm. Mà con này đam to thiệt nha. Rồi à quên, chưa xong, mình còn chưa làm yên cho nó đúng không các bạn, quên đúng rồi, bây giờ bù cái yên cái đã. Tí nữa là quên luôn rồi đấy, cái con này mình còn chưa mang cho nó yên nữa mà.
Nó không dừng lại ở con số gần 35 tỷ đam nữa đâu, phải hơn nữa đấy. Gan. Ố dè, lấy cái yên giáp cao nhất đi, 227 nè. Sơ. Con này thì đây rồi, 57% milidam. Ngon lành rồi. Quá đủ. Xem biến thể nào là ngon nhất cho nó. Milidam 57%. Nếu như mà được biến thể Lethal nhỉ. Lethal là một cái gì đó nó khủng khiếp đó trong cái bản mod này lắm. Khi mà lên được 5 stack ha, là mấy cái con gọi là trâu cỡ nào đi, khi mà bị dính Lethal chắc là cũng one hit là chết luôn á, không tưởng tượng được đâu. Hôm bữa mình test cái con đĩa đá khi mà bị dính 5 Lethal, bị dính khớt nè, buff frenzy nè, mình có đánh thử rồi và mình thấy nó lên được 23 số nha các bạn. Các bạn biết 23 số là bao nhiêu tỷ không? Mình cũng không biết đọc số đó như thế nào, nhưng mà bữa nào đi mình livestream mình cho các bạn xem cái hình 20. Lúc trước mình đánh là khoảng tầm 19 số là mình thấy nhiều rồi, nhưng mà khi mà búp lên tối đa là nó lên được 23 số nha. Để mình nhớ coi, 18 số là tỷ tỷ đúng không ta? Đằng này là lên 23 số, là cái con số đó mình chưa biết đọc như thế nào luôn. Bữa nào các bạn xem, các bạn đọc thử giúp mình cái con số đó là bao nhiêu tỷ đam. Nhìn hoảng luôn á. Sao nó có thể lên được đam khủng khiếp như vậy được? Chắc là mấy cái bản mod MyTH hay là Pandora cũng không bằng đâu. Nhìn choáng luôn á. Biến thể ở đây, Astral. Úi dồi ôi. Knockback. Knockback được này. Cũng là bị động luôn. Self destruct. Cái này là nằm trong unstable thì phải. Water storm. Siren phế. Meteor cosmic nè. Storm mình chỉ thích một là brutal, hai là knockback đồ thôi. Mấy cái nào mà chưa bị động á, cái đam to. Chắc là mình sẽ cho nó cầm cái knockback này đi. Cái cỡ knockback này đánh thỉnh thoảng nó sẽ bị stun. Cỡ knockback à, để mình xem lại coi. Self destruct. Cái này khi mà nó giết một con nào đó nó sẽ nổ gây đam lan ra những con xung quanh 300% máu phạm vi 10 foundation. Thấy còn Michelle là thả mấy cái cục thiên thạch. Knockback là nằm trong Ray nè. Knockback thì khả năng gọi là 25% stun cũng như là đẩy lùi nó được nhân 3 lần đam. Cái này hợp với con Giga này các bạn. Knockback ha. Ok. Cái xe đi sắc ti này mình bỏ đi. Không cần, lấy knockback là được rồi. Mang vô là nó sẽ được tăng vọt lên bao nhiêu đam đây nè coi. Ủa ơ ô ủa sao con này không Giganotosaurus đúng rồi mà, sao không mang yên được cho nó. Why
Adu. Hay là cái con này nó chỉ mang được cái yên yên amo gì đó của mod thôi ta. Adu. Vãi chưởng. No. Trời ơi, cái điều này là mình không mong muốn nhất nè. Tại sao lại như thế nhờ? Oh my god. Đừng nói là nó mang cái yên này nha. Khó chịu vậy. Cái yên này thì imbu ra được biến thể nào là dứt biến thể đó các bạn à. Khó khó lắm. Tại vì khi làm cái bản vẽ nó chỉ làm được một cái đầu tiên là được thôi. Ồ, con này cũng không mang được yên này luôn các bạn. Phải, ủa con này, vậy là con này không xài được yên luôn à. Đồ. Ôi. Vậy là bị giảm sức mạnh đi rất là nhiều luôn á. Trời ơi. Tiếc vậy ta, một cái con mạnh như vậy mà lại không có yên Uniwear nhờ. Không mang được mấy cái yên khác luôn. Trời ơi, quá tiếc nha. Thôi. Coi như là các bạn cũng biết được thêm một kiến thức nữa là cái con này không có mang được yên Gigant cũng như là cái yên này nha. Khoan. Chưa. Cái con này mặc định là nó là thuộc Bích Mì đúng không? Vậy thì có hai loại yên để cho cái con này mang. Thứ nhất là cái yên tự tăng thêm một Frenzy mà mình mang cho cái con Nem Lẹt. Còn hai á là nó sẽ mang cái yên có chữ Pick Me luôn. Đấy, cái yên này thì trước đây hình như là mình chưa có imbu phát nào nè. Để mình coi coi cái nào giáp cao nhất nhờ. 138 này. Coi còn cái nào hơn giáp nữa không? 138. Hình như 138 là cao nhất. Cái này hình như là nó mang được thì phải các bạn ạ. Để mình xem coi. Không không thì mình sẽ lấy cái y của con kia. Mang được đúng không? Yeah. Nó mang được yên này thật các bạn ạ. Pick me armor. Mình nhớ là mình có một cái yên của cái con Pick Me, cái yên nó tên là cái gì ấy, mình cũng không nhớ rõ nữa nhờ. Rõ ràng là hồi đó mình có cái yên đó đó. Cái yên gì ta? Cái yên của con Nem Lẹt mà nó để búp á nhờ. À, cái gì mà so chờ á. Toy so chờ, đúng rồi. Yeah, sure. Maybe cái yên này cũng sẽ mang được cái con đó nè. Uầy, từ từ nha, để mình imbue thử hai cái coi. Một cái thì sẽ giúp cho nó được. Ê, đúng rồi. Cái yên này sẽ cho phép các bạn cưỡi nếu như mà nó mang biến thể Pick Me chuẩn luôn. Gigan là nó phải mang cái yên Toy Soldier này. Yeah, sure. Chắc chắn là nó rồi. Uầy, mang cái yên này vào mình sẽ được gọi là cưỡi trên lưng con Gigan luôn các bạn ơi. Hồi nãy giờ mình không nghĩ ra nhờ. Oh man. Tại sao là phải mang cái yên này làm gì? Mang yên này vô thì nó cũng đâu có cưỡi được đâu. Nhưng mà mang cái yên này thì lại được cưỡi nha. Đây là một cái tính năng gọi là hay của cái yên Toy Soldier này mà các bạn phải đi farm mấy cái con boss Pick Me á thì nó mới có xác suất rớt được cái yên này. Yên này phải gọi là thuộc dạng là khá là hiếm. Khó kiếm được yên này lắm. Bạn nào mà có yên này thì các bạn sẽ có thể cưỡi được mấy cái con có biến thể Pick Me nha. Ui. 63% ability à, tại sao không phải là melee dam nhờ? Mẹ tiếc thế. Ui, tự nhiên nghĩ ra được cái yên này nhờ, hợp lý thực sự luôn á. Quá là phù hợp với lại cái con Tiny kia. Xíu nữa là mình quên mất là mình có yên này luôn rồi đấy. Cái này tăng 100% mili dam. Giảm 50% dam taken xong rồi.
cộng thêm một Frenzy cho những cái con Pikmi kế bên nó nữa, quá tuyệt vời. Đấy, có cái dòng Allow Pikmi to be ridden á, ôi cái đó mới là ăn tiền. Thường thường mấy con Pikmi nó không cho cưỡi đâu, nhưng mà mặt yên này vô là được cưỡi hết. Ơi nhưng mà các bạn xài cái yên này cẩn thận nha. Một khi đã mặc cái yên này vào thì không được gọi là cất cái con này lên lên cái đám mây nha các bạn. Tại vì cái bản mod Omega này nó bị xung đột với lại cái Awesome Teleport này nè. Một khi mà đã gửi lên đám mây thì khi mà chúng ta triệu hồi nó lại thì nó sẽ mất cái yên trong người luôn. Đó. Một điều lưu ý khi các bạn xài cái mod Teleport này. Nhớ nha, nhớ nha, đừng để mất uổng uổng cái yên. Yên này hiếm đấy. Trời ơi, nãy giờ mi đam thấp tè tè vậy. 19% men. 21. Ba mươi ba. Ui, 56% ability kìa. Millidam đâu? Ba mươi lăm. 35 thì vẫn chưa đủ, phải tầm 45% trở lên á, chứ 35 vẫn còn ít quá. Lúc trước tẩy được 90 mấy% milidam mà đúng không ta? 36% này. 26. Anh ngồi tẩy cái này chắc phải mất 10 phút của các bạn. 64 AB. Oh my god. Cứu mình với. 60 AB nữa. Không cho melee dam cao mà nó cứ ra cái ability dam hoài vậy ta. Melee dam thì có mười mấy, hai mươi mấy à. Còn ability thì đó, lại 60%. Cay vãi nồi. Hai mươi hai. Con này chuyên gọi là xài đam gọi là cận chiến mà nó toàn cho đam phép không à, khó chịu thực sự. 36. Nào nhanh lên à, ra chỉ số ngon để mình còn kịp mà làm thêm một cái con Jabba biến thể lethal. Nếu như mà gọi là không kịp nữa thì mình kết thúc clip này sớm rồi bữa sau mình làm về cái con Zerba mang biến thể thứ bảy cho các bạn vậy. Nãy giờ là gần gọi là 40 phút đồng hồ rồi đấy. Vãi nồi. Imbu cái yên gì mà 50 phút vẫn chưa kiếm được milidam gọi là xịn nữa là sao ta? Mấy bữa trước cũng đâu có đến nỗi là lâu như thế này đâu nhờ. Con này đúng lâu luôn á. Hồi nãy giờ được 30 mấy% là cao nhất à. Còn lại tầng mười mấy, hai mấy. Còn cái ability thì nó ra 60 mấy%. Coi có tức không? Vẫn chưa xong nữa nè các bạn. Đó, lại 50% ability dam. Vãi ò.
Không lẽ ngồi tải clip này đến 1 tiếng đồng hồ vẫn chưa được Millie Đam ưng ý nhờ. Để khóc luôn á. Hai mươi bảy, 18, ôi 66%, mà cuối cùng cũng được, và chỉ số milligram ưng ý rồi các bạn. Yeah, đại sư. Hình như là mất 10 phút đồng hồ để mình im bu cái yên này đúng không các bạn? Dã man thực sự à. Đây nè, bây giờ mình mang cái yên toy show chờ cho các bạn coi nè. Đấy, tăng thêm 66% milligram ha. Đấy. Nó nhảy lên 200 tỷ. Cái con Tech Rack hồi nãy nó chỉ cắn được là 100, khoảng dưới 150 tỷ đam thôi đúng không? Bây giờ con Tiny này nó mang cái yên Toy Soldier vô nó cắn lên hơn 200 tỷ đam. Mặc dù cái lượng đam gọi là trong người nó là không có được tăng lên, máu cũng vậy luôn. Cái con kia là tới 82 tỷ 6, con này có 15 tỷ 7 thôi mà nó cạp hơn đam của con Tech Rack kia vãi nồi. Các bạn thấy khủng chưa? Cái yên này khi mà mang vô cho hệ Big P nè thì nó sẽ được gọi là auto có một cái frenzy luôn. Đấy. Rồi khi mình búp thêm 3 frenzy nữa là nó sẽ được 4 frenzy thì phải. Đúng không ta? Đấy. Các bạn thấy nó có cái chữ rai không? Ủa, cái chữ rai đâu rồi nhờ? Ủa, mình mới thấy cái chữ rai đây mà. Sao lại hết rai được rồi? Ủa? Mình mới thấy cái chữ rai mà ta. Bị lỗi à? Từ lấy ra lại coi. Ok, là mình thấy cái chữ rai. Từ nha, đợi xíu coi. Mình không kịp bấm nút rai luôn á. Đè E vô thì nó có cái remove custom skin. Ấy, vừa thấy cái chữ Rai ở trên đầu này nhưng mà mình không cưỡi được. Ủa? Cười hè. Ui da, không bấm Rai kịp. Cưỡi thử coi. Con này có cái gì cấn cấn ở đây nè. À đây, cưỡi được nè. Nhưng mà ủa? Sao mình cưỡi vào cái một là mình bị tụt máu xuống mà chấm máu luôn vậy ta? Gần chết mình luôn nè, gãy xương nữa chứ. Nhưng mà sao không, vẫn không cho cưỡi ta là như nào? Rồi thí dụ như mình gỡ yên này ra đi, mình mặc cái yên Ascending Armor này vào coi xem nó có cho cưỡi không. Không có nút Ride. Ồ, cái yên này thì cũng chỉ gọi là tăng mấy cái chỉ số nó mình im đu thôi. Còn nó mang cái yên toy xô chờ á, cái đó mới cho cửa thì phải. Nhưng mà bấm được nút cửa khó lắm. Hồi nãy mình rõ ràng là mình leo lên được. Nhưng mà vừa leo lên là nó đá mình xuống luôn à. Không cho cửa. Đấy, bấm không kịp luôn. Vậy là cái yên này nó bị lỗi đối với con này rồi ha. Đây, nhưng mà các bạn cũng đã thấy được là khi mà từ để mình xem thử coi khi mà bị dính lethal thì nó lên được bao nhiêu đam. Con này bị lỗi à. Đấy, các bạn xem level nó là lên bao nhiêu đam nè. Khoảng 5 49 hơn 49.000 tỷ.
hơn 49.000 tỷ khi mà được búp level. Rồi về mình sẽ thử cho nó lên ba frenzy nữa thử coi. Hai trăm sáu mươi bốn 264.000 tỷ các bạn ạ. Wow, về chưa, 264.000 tỷ ha. Kết coi lên được bao nhiêu đây. Kết hai kết. Ui 809.000 tỷ. Ui dữ nhờ, nhưng mà vẫn không bằng mấy con kia đâu. Mấy con kia phải nói là khủng hơn nhiều. Bữa sau đi, bữa sau mình test thêm mấy cái con xịn sò nữa cho các bạn coi. Tập sau nếu như các bạn muốn mình test thử cái con Zerba mà phiên bản Lethal, hoặc là con nào đó phiên bản Lethal, thì các bạn nhớ comment phía dưới video cho mình biết với nhé. Sẽ các bạn thích mình review cái con nào ở biến thể thứ 7, sau đó mình cho nó ăn mấy cái cục như là cục Perfect Darknet Show á, lúc đó ăn vào là nó có full biến thể thứ 7 của 13 hay là 14 group gì đấy, mà lúc đó là mạnh dữ dội. À đúng rồi, mình vẫn còn mấy cái con boss mà mình chưa test bọn nó nữa, để hồi nữa mình xem thử coi. Bắt mấy con đó về xong rồi kiếm con biến thể thứ 7 ra mình review cho các bạn xem thử ha. Còn bây giờ thì chắc là chúng ta sẽ kết thúc clip này tại đây thôi. Clip mình cũng dài rồi, gần 50 phút rồi. Cảm ơn tất cả các bạn đã xem hết video của mình. Nếu như bạn nào mà thấy hay thì các bạn nhớ để lại cho mình một like cũng như là một lượt đăng ký kênh với nha. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Tập sau muốn mình review con nào thì nhớ comment phía dưới video cho mình biết với. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại bạn ở tập sau nha. Bye bye.